Ok, hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Blox Fruit nhé. Hiện tại thì cái Dragon Claw của mình cũng đã có 299 Mastery rồi. Bây giờ mình chỉ cần farm thêm hai con nữa thôi là mình sẽ mua được Super Human rồi anh em. Rồi ok, vậy là mình đã đạt được 300 Mastery của Dragon Claw rồi. Để mình dùng thử chiêu C xem như thế nào. Wow, ok. Sát thương thì mình chưa biết thế nào nhưng mà nhìn trông nó khá là ok. Rồi, nhưng mà dù có đẹp như thế nào thì cũng kệ nó đi. Bây giờ mình sẽ đi mua Super Human nha. Sau một khoảng thời gian rất là dài mình đi farm Mastery thì cuối cùng mình cũng đã mua được Super Human. Cày 4 cái Fighting Style lên 300 Mastery thật sự là rất là cực luôn ấy. Rồi, mình sẽ mất 3 triệu Belly để học được Super Human nha. Rồi đó, vậy là mình đã có Super Human rồi. Và công việc của mình bây giờ đó chính là đi cày Mastery của Super Human. Yeah, lại phải cày lên 330 Mastery nữa. Mới nghĩ tới nó đã thấy chán rồi. Nhưng mà mình nghĩ là 330 Mastery chắc là mình cày trong vòng 3 ngày là đủ rồi. À mà trong khoảng thời gian vừa rồi thì mình cũng đã đi đánh dâu đen để đổi tộc rồi nha anh em. Và mình đã được tộc người cá này. Nên là mình nghĩ bây giờ mình sẽ đi up tộc lên V2 luôn nha. Đây, mình đã tới nơi rồi đây. Công nhận là dùng trái Pika bay nhanh thật đấy. Chứ nếu như mà mình dùng trái Mochi chả biết lăn đến lúc nào mới tới nơi nữa. Rồi, bây giờ đi lấy quest rồi đi tìm ba bông hoa thôi là xong. Không biết ở trên này có spawn bông màu đỏ không. À đây là spawn ở đây này. Rồi, bây giờ là mình chỉ cần bông màu vàng và bông màu xanh nữa thôi là được. Mấy đứa bạn ở trong server đi tìm cùng mình anh em ạ. Và bọn nó kêu mình qua đảo này để lấy bông màu xanh. Đây, để mình nhảy lên lấy nhá. Đây rồi, bông màu xanh đây rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay trở về đảo chính, giết quái để tìm bông hoa màu vàng nhá. Ôi giời ơi, mình giết nãy giờ tổng cộng bao nhiêu con vậy? Ôi, cuối cùng cũng có rồi. Mình đánh quái đến mức mà Super Human của mình lên level 89 luôn rồi này anh em. Kinh khủng thật sự. Thôi, dù sao cũng có hoa rồi. Bây giờ đem trả nhiệm vụ thôi là xong. Xong, vậy là mình đã áp tộc người cá của mình lên V2 rồi này. Bây giờ là mình bơi được dưới nước luôn và hồi máu ở dưới nước nữa. Kiểu đang PvP rồi nhảy xuống nước rồi chạy ấy. Đấy, chơi ở đấy chôn chôn khá là vui. Bây giờ mà áp tộc V3 thì mình còn phải vào đánh bingo mà mình không có DF trên 1M nữa. Mình đánh nhà máy thì toàn ra trái lò xo và trái lửa, tìm trái ác quỷ toàn ra trái khói thì làm sao mà chơi được. 3 days later. Ui. Thì vừa rồi mình đi đánh nhà máy và cuối cùng cũng đã được một trái string này anh em. Và trong 3 ngày vừa rồi thì mình cũng đã lên max level luôn. Khổ thật sự, max level rồi thì mới được vào Mingo. Thì thôi, đánh Mingo cũng để cày Mastery luôn. Bây giờ là mình sẽ lên nhận nhiệm vụ đánh Mingo luôn nhá. Đây, nói chuyện với con này là xong. Người ta mới có level 900 được vào Mingo rồi. Còn mình thì max level mới được vào. Số nhỏ quá đi đánh nhà máy toàn ra trái lò xo với cả trái lửa. Đấy, mày xem đi, xem xong rồi cho tao vào đánh bingo. Chắc là bây giờ mình cũng phải tập trung đánh con bingo để có lấy mắt kính của nó nữa. Rồi xong. Ui, đánh xong con Mingo, cái kiếm của mình lên được tận 3 Mastery này anh em. Bây giờ mình đánh xong con Mingo rồi thì chắc là mình sẽ đi nâng cấp tộc của mình lên V3 luôn nha. Mình nhớ hình như là con NPC bí mật đấy ở đây thì phải. Đừng vào ở đây đúng không nhỉ? Cửa vào ở đâu nhỉ? À đây, thì đường vào đây rồi. Và nhiệm vụ của mình để nâng cấp tàu lên V3 đó chính là tiêu diệt một con quái vật biển. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ đó chính là mình không biết là nó có spawn hay không. Thôi thì nói chung cứ đi một vòng xem thử xem nào, để xem nó có spawn không đã. Vãi, vừa mới nói xong.
Rồi đấy, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ đi trả nhiệm vụ là xong. Ai ngờ vừa nói cái con quái vật biển xuất hiện thật. Cửa vào lại ở đâu rồi ta? Mình nhớ là lần trước mình vào ở đây mà nhờ. Ôi rồi ôi, thì ra nó ở đây ạ. Rồi, lần này mình đã nhớ vị trí rồi, lần sau sẽ không quên nữa đâu. Rồi, bây giờ trả nhiệm vụ cho ông này là xong. Lại tốn thêm 2 triệu Belly nữa, bằng một cái kiếm huyền thoại đấy. Nhưng mà thôi cũng chả sao cả, lấy được V3 là ok rồi. Rồi ok, vậy là mình đã nâng cấp tộc người cá lên V3 rồi nhá. Uầy, và cái vây của mình cũng đã to hơn rồi này. Đây, bây giờ mình sẽ cho bạn này đánh mình thử nhá, để xem là chiêu thức mới giảm được bao nhiêu phần trăm sát thương. Đó, đây là sát thương bình thường nhá. Còn bây giờ là mình sẽ kích hoạt chiêu thức mới để xem như thế nào. Đó, giảm được rất là nhiều luôn. Nếu như mà anh em PvP thua thì cứ bật chiêu này lên mà chạy. Chạy xuống nước xong rồi hồi máu liên tục nữa. Đúng thật là ung thư mà. Ok, nếu như mà anh em thích video này của mình hãy nhớ để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.